Ô, chúng ta bắt đầu nhé. Các bạn nhìn lên màn hình nhé. Nhưng mà chúng ta bắt đầu học này. Chúng ta... Tôi nhắc lại là chúng ta luôn nhìn lên màn hình của cái con vật này nhé. Như vậy là chúng ta là học cái này, học lập trình để mà điều khiển các con vật ở trên màn hình. Thì những con vật này người ta gọi là các cái nhân vật. Thì ban đầu chỉ có một nhân vật thôi là con mèo. Được chưa? Và chúng ta có thể bổ sung vào nhiều con vật. Mỗi nhân vật như vậy có một cửa sổ riêng. Đây là cửa sổ của con mèo đây. Và chúng ta lập trình điều khiển từng nhân vật một. Được chưa? Mỗi một nhân vật có một cửa sổ riêng và chúng ta sẽ, đây là các lệnh lập trình đây. Chúng ta kéo thả vào bên trong này là chúng ta sẽ lập trình điều khiển cho từng nhân vật một. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ làm lại cho con một cái bài tập như là một cái bài như này nhé. Đây, bây giờ thầy để con mèo ở đây nhé. Đó, bây giờ thầy sẽ bổ sung vào một con chó nữa. Đây, thầy sẽ bổ sung vào trong màn hình một con chó nữa nhé. Con chó đây. Đó. Thế để nó nằm, thế để nó nằm ở đây. Được chưa? Thế thì các bạn tắt máy như nào? Các bạn tắt máy như nào? Nhá. Thì chúng ta thấy nhá, khi chúng ta nháy vào con mèo này. Thì ở đây cái vị trí này này, cái vị trí này là đây chính là cái tọa độ của con mèo nhá. Có nhìn nhìn rõ không nào? Nhưng mà tọa độ của mèo là -178 và -106. Thầy ơi, thầy đang tắt xe rồi thầy. Sao? Các bạn có nhìn rõ không? Thầy chưa thấy nghe thầy ơi. Thầy ơi, em có thấy cái gì đây ạ? Thầy ạ. Thầy vẫn đang share mà. Không phải thầy ạ. Các bạn có thấy màn hình không? Thầy ạ. Không ạ. Không thấy gì hết thầy ạ. Lạ nhỉ. Thắc mắc rồi thầy. Có nhìn thấy màn hình không? Không ạ. Dạ, không thấy thầy. Lạ nhỉ. Thầy làm lại nhé, bây thầy dừng lại nhé, thầy làm lại thử xem nhé. Có nhìn thấy màn hình không? Dạ thấy rồi thầy. Thấy chưa? Thấy rồi đúng không? Rồi, bây giờ thấy rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau, các bạn tắt âm thanh đi nhé. Giờ sẽ cùng nhau, chúng ta làm lại một cái bài tập này nhé. Cái học lại cái phần một chút của hôm qua. Đây, như tôi vừa mà thầy mới đưa vào đây là thêm một con mèo, một con chó nhé. Chúng ta bấm vào mèo đây. Thì đây là cửa sổ của mèo. Và ở đây hiện ra cái tọa độ của mèo đây này. Đấy, nhìn thấy rõ chưa? Thế bấm vào chó nhé. Đấy, thì ở đây là hình của chó. Và đây là tọa độ của chó đây. Đấy. Được chưa? Thì cái cửa sổ này này là cửa sổ để quan sát các cái thuộc tính của từng nhân vật một. Ta bấm vào mèo nhé. Đó. Thì đây là tọa độ của mèo này. Đây là tên của mèo. Chúng ta có thể xóa đi và gõ chữ mèo vào đây. Mèo. Nhưng mà tên của nhân vật này là chính là mèo. Thấy không nào? Ta bấm vào đây. Và chúng ta sửa chữ này thành chữ chó. Đó, thì ta thấy là ta đổi tên cái nhân vật của chúng ta nhé. Đây là chó, đây là mèo này. Thấy chưa? Đó. Thế bây giờ thầy lập trình này. Thầy sẽ điều khiển cho chó mèo chuyển động từ đây sang bên này, bên phải và đi lên và sang bên này và đi xuống. Thấy chưa? Và chúng ta cùng quan sát nhé. Để các bạn thấy là bây giờ thầy sẽ là lập trình để điều khiển hai con mèo, con chó nó đi ra này. Nó đi đối với nhau đi ra đây này. Đó. Mày làm thử các bạn xem nhé. Thì đầu tiên thầy lập trình cho mèo trước này. Cho mèo nhá. Thì đầu tiên thầy sẽ điều khiển như sau. Thầy sẽ phải dùng cái lệnh này. Đây là cái lệnh mà chúng ta sẽ đưa vào là cái
là cái lệnh mà để bắt đầu là cái lệnh mở đầu một một cái đoạn chương trình. Khi chúng ta nháy chuột vào lá cờ xanh thì nó bắt đầu chạy các lệnh ở phía ở dưới này, được chưa? Thì bắt đầu chúng ta cho mèo nằm ở đây, đây với chiêu nó đây. Chúng ta dùng cái lệnh là gì? Dùng cái lệnh ta vào cái chỗ lệnh khu vực này, mà ta dùng lệnh này là lệnh là di chuyển nhanh tới cái tọa độ này, được chưa? Đây chính là âm 178 này, đây này, đây là âm 106 chính là đây này, đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho mèo lần lượt. À, và đây mèo đang chuyển động về hướng bên hướng bên phải này, 90 độ nhé. Chúng ta dùng lệnh này, dùng cái lệnh là point in direction, là cái lệnh mà là hướng về phía nào mặc định ban đầu ta để vào đây. Đó, thì đây là cái hướng về phía bên bên phải 90 độ nhé, bấm lên như này, bên phải này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cho mèo chuyển động từ đây sang về về đây và lên trên này và qua đây và vào xuống dưới này. Được chưa? Thì chúng ta cứ tạm thời cho ở đây là cái tọa độ ở đây là đây chúng ta điều khiển nhé. Ta dùng cái lệnh này. Dùng cái lệnh này mà thấy muốn điều khiển là gì? Là mèo sẽ chuyển động từ đây đến đến cuối này này, là mất là thầy để là 2 giây. 2 giây nhé. Đó. 2 giây. Chuyển động cái vị trí là đây là âm 178. À, chỗ này là y vẫn âm 16, còn chỗ này là thầy chuyển lên là âm 200 nhé. À, dương 200 là ra ra chỗ này này, là dương 200. Đây vẫn là âm 1 là 06, là vẫn là chỗ này nhé. Như vậy chuyển động x thôi, còn y vẫn giữ nguyên. Đấy. Sau đó cho mèo quay bên trái. Đây, cho mèo quay bên trái, dùng cái lệnh này quay trái là 90 độ. Quay trái là 90 độ. Ta lập trình riêng cho mèo riêng và cho chó riêng nhé. Đó. Chó riêng. À, đây này, 90 độ nhé. Xóa mèo đi thẳng ở trên này. Dùng cái lệnh này, dùng cái lệnh là glide này, glide đây, glide to đây. Thầy muốn để cho mèo mèo đi vòng quanh cái chỗ này, mỗi một cạnh này là đi mất 2 giây. Thầy để 2 giây ở đây, 2 giây nhé. Mình lên thẳng này, lên thẳng XY vẫn giữ nguyên, XY sẽ là 200 và Y Y tăng từ Y âm âm 106 lên trên này, thì để trên này là dương là 1 20 đi, 20 nhé. Đó. Như vậy đây là lên đến 120 chỗ này này. Rồi sau đó lại quay trái 90 độ nữa. Quay trái 90 độ để quay sang bên để ở đây, quay sang bên trái đi, đi sang bên này, đi sang đây nhé. Sau lại đi tiếp này. Line to này 2 giây này. Đó, 2 giây và đi sang bên này. Đi sang bên này nó phải tương với cái này, quay chỗ này nghĩa là âm 178 và trùng ghi với chỗ này, trùng với cái bên này. Còn chỗ y này thì sẽ là gì? Y này nó sẽ là vẫn là 120. Đấy. Cuối cùng chúng ta cho nó quay xuống là glide xuống như này là quay sang bên trái là 90 độ để đi xuống. Sau đó là chuyện này nữa, đi tiếp xuống phía dưới này. Đi tiếp xuống dưới này là chuyển động 2 giây. Thì tới đây là âm 178 và âm 106 chính xác. Cuối cùng mèo sẽ quay lại, quay bên trái để quay về phía này 90 này. Đấy. Thì đây là cái lộ trình để cho mèo. Tôi chưa thử ra thầy, tôi chưa thử cho mèo cho các bạn xem nhé. Mic con đấy. À, đây đây đây, có nghe rõ không nào? Nghe rõ rồi hả? Sao đấy là nói là tắt tắt mic nhỉ? Bây giờ các bạn đấy nhé, các bạn mà tắt tắt mic, tắt micro đây nhá. Thầy nhắc lại nhá, là đầu tiên cho mèo là xuất phát từ vị trí ban đầu là ở chỗ này đây, là âm 178 là vị bắt đầu đây, âm là vị trí này, âm 178 và y là trừ 106 đúng là vị trí này đây này, được chưa? Và ban đầu là nó quay về bên phải, sau đó là như sau, mèo sẽ di chuyển về bên phải tới vị trí là 200 và trừ 106 và quay bên trái để đi lên trên. Sau đó mèo sẽ đi lên trên về cái tọa độ là 200 và 120, sau quay bên trái để đi đi sang trái. Sau đó mèo đi tiếp sang bên trái đến vị trí là trừ 178 và 120, quay trái 90 độ để quay xuống dưới và đi về vị trí ban đầu. Ban đầu là âm 178 và âm 106. Sau đó quay bên trái để quay về bế quay sang trái 90 độ để quay về hướng cũ. Đó.
chúng ta chạy thử nhé, và người ta điều khiển mèo là đi bức cạnh này là đi hết bao nhiêu, đi hết là 2 giây. Đấy, chạy thử cho bạn xem nhé, đây này. Đấy, cho mèo chuyển động nhé. Đấy, mèo chuyển động chưa, thấy chưa? Rồi, đó là mèo nhé. Bây giờ thầy sẽ điều khiển một chút cho chó này. Bây giờ chó sẽ làm mà tương tự nhưng mà chỉ khác là như này nhá. Mèo ấy, thì các bạn tắt đi nào, các bạn tắt tâm thanh nào. À, chó nhá thì ta điều khiển như sau, là chó cũng chạy tới vị trí này, xong đi lên, đi ngang và đi xuống. Nhưng mà muốn điều khiển sao cho là chó mèo nó đi liền nhau thì phải như sau, tức là vì mèo đi từ đây tới đây là mất 2 giây, nhưng mà chó thì phải ít hơn, vì từ chó là gần hơn chỗ này mà, cho nên chó ta muốn điều khiển lên đây chỉ mất một giây rưỡi thôi, và chó sẽ đi trước mèo. Đấy, nhưng ta làm tương tự nhá, thì ta lại làm này, đây là chó nhá, đây là mèo này, đây là chó này, các bạn chú ý quan sát nhé. Ta làm chó như sau, đây, như ban đầu là chó vẫn ở vị trí này, đây là chó đây này nhé. Làm như sau, đầu tiên là chó sẽ đi go to đến cái vị trí là -53 và -98, đây -98 mình nhé. Rồi sau đó là đây là vị trí đầu tiên, là chó quay sang bên phải, được chưa? Sau đó chúng ta điều khiển cho chó là tương tự như mèo. Đây, giống này, gồm có 8 lệnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8 lệnh. Tương tự mèo. Nhưng mà cái vị trí, các cái tọa độ thì nó khác mèo. Chúng ta điều khiển cho chó nhá. Đây là đây. Thầy ơi, thầy mắc cô ai share hơi chữ cũ. À, thầy ơi, ai share hơi chữ thầy. Có nhìn rõ không? Chào thầy hết quá. Bạn nào bấm cái nút xem màn hình nên là mất màn hình của thầy rồi thầy ơi. Lại mất rồi à? Kỳ lạ thế nhỉ? Sao lại mất rồi nhỉ? Có bạn nào đó share cái màn hình của thầy á thầy. Bây giờ làm nào? Bây giờ có lại rồi thầy. Bây giờ lớp mình các bạn đừng share mình của thầy đấy nhé. Các bạn share là người khác mất hết đấy. Được chưa? Có nghe cả, mình có nhìn thấy cả âm thanh không? Cả màn hình không? Có. Ờ, thôi bây giờ chưa? Bây giờ các bạn nhớ, các bạn bây giờ tắt âm thanh như này. Các bạn không share màn hình của thầy. Các bạn chỉ quan sát thôi, không làm gì cả. Vì các bạn mà làm gì các bạn ảnh hưởng đến người khác nhá. Thầy đang nói tiếp cái chuyện này. Thầy ơi, chưa có này, có ai share với thầy à? Sao? Che màn hình là lúc nào to cũng không biết luôn á. Chứ ai đang share màn hình thầy à? Thầy ơi, không có ai nhìn thấy rồi đó thầy tiếp tục dạy đi thầy. Con nhìn thấy gì không? Có. Phải nhìn. Có. Bây giờ làm thế nào để cho các bạn khóa cái chức năng share mình của các bạn nhỉ? Sao các bạn cứ share mình thì các bạn nào đó mà share màn hình thì tất cả nhìn thấy nhìn mình của người đó thì thầy không nhìn mình của thầy nữa. Bây giờ các bạn phải không được share màn hình của mình nhé. Thôi được, tôi sẽ nói tiếp này. Nếu các bạn mà không thấy mình màn hình của thầy này, không thấy âm thanh của thầy, các bạn phải nhắc ngay để thầy chỉnh sửa lại nhé. Không ảnh hưởng đến cả lớp mình đấy. Rồi, như vậy thầy đang đây là cái đoạn chương trình để mà mô tả con mèo đây. Mô tả con mèo đây nhé. Đây này. Mô tả con mèo chạy như này này. Đó. Đó. Thế bây giờ thầy sẽ mô tả con chó, thì cách làm tương tự nhưng mà ta chú ý một chút để làm sao cho mèo và chó đi luôn đi với nhau. Thì các bạn chú ý nhá. Đây, bây giờ thầy điều khiển con chó này. Đầu tiên thì chó vẫn ở vị trí ban đầu là như này. Sau đó thì làm như sau. Thầy sẽ điều khiển cho chó đi về bên trái, đi về bên phải chứ. Với tốc độ x thì sẽ là 200. Y thì là y thì vẫn như cũ. Và cái lần đầu tiên này là chó di chuyển một cái đoạn là không phải là 2 giây. Đấy, mèo là 2 giây mà, đây là mèo của 2 giây trên chiều ngang này này, thì chó nó phải ít hơn,
vì là chó nó ở gần chỗ này hơn. Tôi để thầy để chó đây là 1.1.5 thôi, là ít hơn so với mèo. Rồi sau đó mà chó sẽ làm như sau, chó sẽ quay bên trái là 90 độ để đi lên trên, và chó sẽ đi tiếp đến vị trí gì, đi mất 2 giây đi tiếp đến vị trí là giống như mèo là 200 và y là 120. Đấy. Sau đó là mèo lại quay bên trái 90 độ. Chúng ta quan sát thật kỹ thì làm chậm cho các bạn xem nhé. Đấy. Sau đó là đi xuống, dùng lệnh này đi xuống. Đi xuống là 2 giây. Đi xuống vị trí nào? Đi xuống vị trí là x sẽ là x vẫn là 200. Được chưa? Nhưng mà y thì đi vị trí y là -98 đây, giống như này. Y là -98. Ở đâu nó làm thử đấy. Y là đây là chỗ này nhé, không phải chỗ này, y là đi thẳng xong đi lên này, xong đi ngang đi sang chỗ này, nó phải là trừ bao nhiêu nhỉ, nó phải đi ra đây này thầy, hay ra đây tức là -178 nhé, chỗ này phải là -178, giống đi ngang chỗ mèo 78. Còn chỗ này y này vẫn là 120. Sau đi xuống. Đi xuống là thân quay trái là 90 độ. Sau đi xuống. Đi xuống là dùng cái lệnh này, vẫn là 2 giây. Đi xuống vị trí là -178. Còn bên này là -98. Đây, đi xuống bên đây. Và sau đó là sẽ gì? Sau đó là sẽ quay bên trái. Quay bên trái là 90 độ. Vậy là vừa đây là chó vừa đi là mà một lượt, hai lượt, ba, bốn lượt rồi. Thì sau đây này thì chó sẽ đứng ở vị trí này. Bây giờ thầy sẽ phải cho chó đi tiếp một đoạn nữa ngắn thôi, đi đến vị trí này. Được chưa? Chỗ này các bạn đợi tìm thầy một chút. Chó sẽ phải đi đến một cái đoạn đây. Chó đi đến cái một đoạn là mất là 0,5 giây cho nó vừa vặn với cái thằng kia. Vì đây này, đi đây là 0,5 giây này. Đi đây là chỗ này là 0,5. Thì sao cho thằng này cộng thằng này là 2 giây này. Đến vị trí ở đây là -178. Chỉ là -53. -53, còn ở đây chỉ là -98. Đó. Thì bây giờ thầy cho chó thử chạy thử, chơi thử nhá. Đây này, chó này. Đấy, chó đi nhá. Đấy, mình cho chơi này cho cả hai nhé. Đây này, cho cả hai chơi này. Thấy không? Cho mèo luôn đi sát vào nhau đó. Thấy con nào? Đó. Đấy. Đấy, như vậy thầy vừa mới làm cái bài. Bài này là cái bài nó giống như cái bài này nó tương tự như là cái bài... nó tương tự như là cái bài bài mở rộng số 1 của bài 3 đấy, ở trang 44 của thầy đấy. Thì các bạn về nhà dựa trên bài này các bạn sẽ làm tiếp cái bài mở rộng kia nhé. Nhưng mà cái bài này gần như cái bài ôn tập của buổi hôm trước, vì thầy ghi lại để chúng ta có cái buổi sau chúng ta có cái bài để chúng ta nhớ nhé. Thì ghi lại cái bài là đây, hôm nay là buổi 2 này. Có nhìn thấy gì không? Thầy có thể tắt cái xe vừa một tí để con nhìn được không? Chạy. Sao em cho bảo gì nhỉ? Các bạn có gì? Thầy cứ để đấy cho con nhìn con thì tốt thế này ạ. À, con muốn xem bài của từng con một đấy gì? Đây là mèo này. Đây là con này nốt. Đây đang coi xem chó thì chó đây này, đấy nhé. Đây là cách điều khiển hai con để nó đi liền vào nhau. Cái khó nhất là vì đây là cho chú ý nhé, là đối với mèo ấy là tất cả đều là 2 giây, vì mèo ở góc bên này luôn là 2 giây là hết, chỗ này là hết. Còn chó thì không. Vì ở đây cho nên ban đầu là đi 1,5 giây thôi tới đây thôi. Sau là 2 giây lên đây. 2 giây,
và 2 giây xong quay ra đây mất mất 0,5 giây nữa. Như vậy để tổng tổng cái này và cái này phải là 2 giây. Em phải làm phải mô tả chính xác như vậy. Và chúng ta từ bài này chúng ta sẽ tổng quát lên cho không phải là 2 con mà là 3 con là 4 con. Thì cái bài tập ở trong sách của thầy cho bài tập là các bạn phải mô tả là 4 con. Nhá. Thì cách làm tương tự bài này. Hoàn toàn tương tự. Đó. Thế đây là cái bài mà tổng kết lại cái bài hôm trước. Bài hôm trước để chúng ta quan sát nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ sang cái bài học của hôm nay đây. Hôm nay nhé. Bây giờ thầy sẽ mô tả cái cách chúng ta có thể đưa cái lệnh điều khiển vào cho con chó con mèo nhiều hơn là hôm trước. Đây, thầy là thầy mô tả lại nhé. Đây. Bây giờ thầy sẽ làm như sau. Thầy niêm cái bài mới của hôm nay này nhé. Đây, thì cho mèo nó ở đây này. Bây giờ thầy sẽ cho mèo nó đi xung quanh cái sân khấu này một lần và dùng cái lệnh như sau. Đây, thầy là thầy mô tả cho các bạn xem nhé. Đây, ở đây nhé. Đầu tiên là mèo quay sang bên phải như bình thường. Đây, đầu tiên thầy cho mèo ở sang bên phải như bình thường. Mèo xuất phát từ ở đây. Tức là gì? Mèo là đây, lệnh này. Lệnh là go to đến vị trí này này. Đó, trên này nhé. Rồi, bây giờ thầy làm như sau. Thầy sẽ cho mèo như sau này, thầy cho mèo là chuyển động về phía trước. Dùng lệnh move, nó chứ không biết không phải lệnh này này nhá, lệnh move về phía trước. Thầy cho nó chuyển động là ví dụ là 150 bước thôi. 150 bước nhá. Để cho các bạn xem, thầy muốn có lệnh điều khiển mạnh hơn. Thầy gõ đây là 150 bước. Đây. Sau đó quay trái 90 độ. Sau đó lặp lại 150 và 90. Bây giờ thầy muốn cái lệnh này là thiện 4 lần. Thầy bấm chuột phải và chọn lệnh là duplicate hay là sao chép. Bấm chuột ở đây nhé. Đó, ra lệnh như vậy đúng không? Thì đưa nó vào đây. Bấm chuột phải, duplicate lần thứ 2 và cuối cùng lần thứ 3. Đó. Bây giờ thầy muốn cho nó chậm lại. Nhìn rõ thì vào cái lệnh control và vào cái lệnh là wait, lệnh chờ. Lệnh chờ này cho phép là chúng ta dừng chương trình một chút để chúng ta quan sát được mèo. Thầy đưa nó vào giữa chỗ này, sau chỗ này. Đấy. Kéo một lần nữa ra nhé. Kéo vào đây này. Đó. Kéo vào đây này. Đấy. Và một lần nữa. Kéo vào đây. Đó. Như vậy. Thầy đưa ra một cái lệnh mà gồm có 12 lệnh. Cho nó có 3 cái nhóm này là giống hệt nhau. 4 là giống hệt nhau. Thế là 1, 2, 3, 4 là giống hệt nhau. Bây giờ thầy quan sát làm như nào nhé. Này thầy quan sát chạy thử này. Làm chạy thử nhé. Này, bắt đầu này. Đấy. Chạy thử chưa? Chạy lại nhé. Đấy. Lên đây này. Sang đây này. Xuống này. Đấy. Như vậy nó chạy 4 lần là giống hệt nhau. Sang bên này quay trái. Bên này quay trái. quay trái đó thì bốn lệnh này là giống nhau. Thế là một này, đây là một nhóm lệnh này, hai này, ba này, bốn nhóm giống nhau. Thì ở trong lập trình ý, nói chung hay là Scratch, chúng ta có lệnh là lệnh lặp bốn lần như nhau. Thế nên lệnh lặp bên này, lệnh repeat hay chính lặp, được phép lặp bao nhiêu lần, lặp bốn lần nhé. Đây chính là lệnh lặp rất quan trọng. Lệnh này dùng rất nhiều ở trong chương trình, trong các lệnh lập trình. Chúng ta sửa đây thành 4. Và chúng ta kéo này vào giữa đây. Đấy. Đưa vào đây. Và chỗ này bị ta bỏ đi, không cần nữa. Như vậy chúng ta đã vẽ ra biết chương trình là ta dùng lệnh lặp để chúng ta cho phép là lặp nhiều lệnh giống hệt nhau. Chạy thử nhá. Vẫn hệt như vậy. Như vậy cái chương trình này này, chính là chính lúc đấy nhưng mà ta đưa vào lệnh lặp thì ta vào trình nó ngắn đi rất là nhiều. Thì các bạn chú ý nhá, đây là cái lệnh rất quan trọng. Rất nhiều. Đây chính là cái lệnh mà giúp chúng ta là cho mèo nó đi trên đường chân đi xung quanh một sân khấu theo một cái hình vuông có độ dài là cạnh là 150. Bây giờ sửa chúng ta thành 200 nhé. 200 chị thử lại nào. Hãy xa một chút nhé. Đó, thấy không nào? Đó. Thì đây là cái lệnh mà cho mèo chạy quanh vòng tròn quanh sân khấu chạy theo hình vuông. Ta viết lệnh là mèo chạy xung quanh sân khấu 4 lần nhé. 4 lần. Đó chính là cái bài số 2 này.
Và bài số 2 này là ta bắt đầu dùng lệnh lặp, lệnh repeat thế này. Xem tiếng Việt của nó nhé. Tiếng Việt là gì? Tiếng Việt ta gọi là, nếu mà tiếng Việt ta gọi là lệnh, là lệnh lặp lại. Lặp lại 4 lần. Đó. Lệnh wait là đây là lệnh đợi. Thấy không nào? Di chuyển và xoay đợi. Đó. Các bạn tắt đi nhá. Các bạn tắt micro đi nhá. Đấy, thấy không nào? Bây giờ chuyển sang tiếng Anh này. Sang tiếng Anh nhá. Được rồi, đấy. Được chưa? Như vậy là chúng ta điều khiển cho mèo chạy xung quanh cái sân khấu. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ đưa thêm một lệnh nữa rất quan trọng để cho các con hiểu được kia, để rõ được mèo nó di chuyển như thế nào. Thì chúng ta cho cái lệnh là cho mèo nó vừa đi nó vừa vẽ trên màn hình. Đó, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp theo cái lệnh nữa là điều khiển nhân vật chuyển động, nhưng mà vừa chuyển động vừa vẽ luôn trên màn hình. Thì như vậy là cái chức năng mà con vật có thể vẽ được ấy là nó giống như phần mềm logo ngày xưa, nhưng mà chức năng này mạnh hơn rất nhiều lần. Chúng ta cùng quan sát nhé. Bây giờ muốn cho mèo nó vừa đi nó vừa vẽ thì chúng ta phải đưa thêm vào trong chương trình một cái nhóm lệnh nữa gọi là lệnh vẽ nhé, hay là lệnh pen. Chúng ta bấm vào đây để chọn, để đây là để mở rộng cái lệnh là pen này, nó không hiện ra trên ngay màn hình. Chúng ta phải bấm vào đây và ta chọn cái lệnh là pen này. Đây là cái lệnh dùng để vẽ. Đó, quan sát nhé. Ta bấm vào đây này. Đó, nó vào luôn. Thì đây là cái nhóm lệnh để vẽ. Để chúng ta bấm vào, chúng ta quan sát tiếng Việt của nó nhé. Đây, tiếng Việt đây này. Các bạn tắt đây đi. Có nhìn thấy gì không? Bạn bảo, đề nghị bạn bảo là tắt đây đi. Vì bảo, bạn bảo xem hình đấy. Bảo bây giờ không được xem nữa thì mới... Tôi nói rồi là không, các bạn không được xem màn hình. Xem màn hình là nhìn rõ, nhìn rõ lại chưa nhé. Yeah. Rồi. Nếu các bạn là các bạn không được xem màn hình đâu. Hôm trước tôi đã hỏi một cô giáo có bảo tôi sẽ làm cách nào để chống các bạn chống xem màn hình, tôi chưa làm được chuyện đó. Thì các bạn chú ý nhá. Các bạn không được xem màn hình và các bạn tắt cái thanh đi nhá. Rồi, thế bây giờ thầy đã đưa vào đây cái lệnh rồi. Đây này, tôi vào cái lệnh vẽ này, lệnh bút vẽ này, thấy không nào? Lệnh xóa tất cả này, đấy, lệnh đặt bút này, lệnh nhấc bút này, vân vân, lệnh đặt màu này. Thì đó là cái lệnh mà nếu chúng ta đặt chế độ vẽ thì con mèo nó sẽ đi đâu là nó vẽ tới đó. Được chưa? Bây giờ thầy chuyển anh chúng ta cùng nhau quan sát để làm thử nhé. Bây giờ thầy làm như sau, thầy sửa như sau. Thầy sẽ cho con mèo này chủ động như ở trên này, trở lại nhé. Đó. Nhưng mà thầy muốn như sau là mèo chuyển động tới đâu thì vẽ tới đó. Có làm được không? Làm được. Làm như sau, thầy vào cái chỗ là pen hay là bút vẽ đây. Nhé. Và thầy đặt cái chế độ là, đây là cái lệnh là pen down, là cái lệnh là đặt bút để bắt đầu vẽ. Thì sau lệnh này thì khi mèo chuyển động nó sẽ vẽ ra. Còn đây lệnh là pen up là dừng, không vẽ nữa. Được chưa? Đây lệnh xóa màn hình. Xóa tất cả đi. Rồi thầy làm sao? Thầy đặt cái này vào đây, thầy đặt cái này vào trên ở chỗ này, đặt cái này vào chỗ này này. Đó, ở trên cùng nhá. Đây là xóa màn hình này. Đây là từ nhá, xóa màn hình, bút đặt ở chỗ này nhá, đi xung quanh màn hình, sau đó thì tần nhấc bút. Đó, thử xem như này. Đó, thấy không nào? Đó, như vậy là bây giờ chúng ta là nếu đặt chế độ là có bút vẽ pen down thì sau pen down thì mèo di chuyển nó sẽ vẽ ra trên màn hình một cái hình. Con mèo di chuyển tới đâu là nó vẽ tới đó, thấy không nào? Đấy. Bây giờ chúng ta có thể là thay đổi màu sắc của hình vẽ của cái bút vẽ, và chúng ta có thể thay đổi cái nét bút như sau. Đây, cái lệnh này là lệnh là đặt cái bút vẽ mặc định nó là 1, rất là mỏng mảnh. Bây giờ thầy tăng cho này lên thành 3, nó sẽ vẽ to dứt, để lên trên này thì nó sẽ vẽ to ra một chút. Cái lệnh này đặt màu đây, thầy bấm vào đây và thầy chọn màu. Đó, bây giờ chọn màu nhé, thầy chọn màu đây, thầy các bạn thấy đây nó có ba cái thanh này, chúng ta chú ý nhé. Cái một này là thanh để chọn cái màu chính,
màu chính. Khi chọn màu rồi thì hai cái này, cái nút này này để chọn cái độ bão hòa mạnh yếu của màu. Còn cái này là để đặt cái độ sáng của màu. Cho nên các bạn nên đặt hết vào đây đi. Đó, thì để màu đỏ nhé. Để các bạn chuyển đổi lên màu đỏ, màu ấy này, đây là màu đỏ này, màu màu vàng, màu cam này, màu xanh lá mạ này, xanh da trời này, tím này, đó. Thầy để lên màu đỏ nhé. Rồi, thầy sẽ để lên chỗ này. Như vậy là đặt trước chỗ này. Như vậy đây lệnh mà đây lệnh là chuẩn bị vẽ đây là gì? Là đặt màu của bút vẽ là đỏ này, đặt kích thước của bút là 3 này. Đặt và đây là hạ bút để bắt đầu vẽ. Vẽ xong ta nhấc bút lên. Đây. Chạy thử nhé. Đây này. Đấy. Bạn thấy không nào? À, như vậy chúng ta đã học cách là chúng ta là vẫn là điều khiển mèo chuyển động thôi. Nhưng mà là chuyển động tới đâu thì nó vẽ tới đó. Các bạn nhìn rõ không? Nhưng mà đây chính là cái lệnh vẽ rất quan trọng. Thì trong rất nhiều bài tập là các bạn phải vẽ hình. Vì lát nữa thầy hôm nay thầy sẽ chúng ta sẽ học kết hợp ở giữa mèo là kết hợp giữa giữa di chuyển và vẽ. Thế đây chữ lệnh là vẽ hình vuông đây, vẽ hình vuông. Thấy không nào? Nhá. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập này, thầy ghi lại với một cái ghi lại nhá, ghi lại với cái bài đây là mèo vẽ này. Mèo vẽ hình vuông là hình này nhá. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu người ta vẽ được cái hình khác nhé. Bây giờ vẫn là cái hình vuông đây này. Bây giờ chúng ta bây giờ thầy không muốn là dùng không muốn dùng con mèo mà thầy muốn là dùng cái bút để vẽ cho nó đẹp. Thì được không? Được. Bây giờ thầy làm như sau. Bây giờ thầy sẽ new một cái mới và bây giờ thầy new và thầy đưa vào nhân vật không phải là mèo nữa. Bây giờ thầy xóa mèo đi. Đây bấm xóa mèo. Và thầy đưa vào hình cái bút. Đây trong báo chính nó có cái bút rất đẹp. Ta dùng bút đó để ta vẽ hình nhá. Đây là cái ống dưới đi sẽ thấy cái hình cái bút nhá, nó bắt đầu phần P này, nó là pencil này đấy nhá. Đấy, ta bấm vào đây. Đấy, ta thấy là đây là cái bút đây, được chưa? Bút đây để ta vẽ hình. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm thử nhá. Đây chúng ta làm lại lại nãy nhá, lệnh của mèo đấy, ta làm lại này. Tôi muốn là bút đầu tiên bút nằm ở đây nhá. Đấy, bây giờ thầy làm như sau, đầu tiên là lệnh này này, sau đó là mèo như sau, em bút như sau, bút nó sẽ go to đến vị trí này, đây, nhá, hay chỉ vị trí bất kỳ ở đâu vậy, đâu ở dưới đây này, thế để là âm 1:30 cũng được, để nhá, để đây là âm cho nó tròn số, cho nó đẹp thôi. Âm 1:30 hoặc là 1:30 nhé. Còn ở đây là âm 17 thì để tròn nên là âm 80 đi. Đấy, nhé. Được chưa? Rồi sau đó là thầy quay bút sang bên phải. Được chưa? Bắt đầu cho bút chuyển động nhé, là vẽ đây. Như sau này thì cái lệnh mà cho bút vẽ là như sau. Ta nhớ lại nhé, là lệnh là repeat 4 lần. Ta nhớ lại nhé, repeat 4 lần. Và như vậy là như sau, mèo sẽ em đã bút sẽ di chuyển sang bên về phía trước là 200 và sau đó là xoay trái 90 độ. Thì lệnh này chính là lệnh là di chuyển thành mình vuông, vẽ hình vẽ mình vuông trên màn hình đây nhé. Rồi thì bây giờ ta bổ sung vào cho thành vẽ này, chúng ta chọn pen và chọn đầu tiên lệnh xóa màn hình, lệnh xóa các xóa màn hình, xóa tất cả các lệnh vẽ trước đó nhé. Sau đó là lệnh đặt bút này, set cái chiều rộng của bút là bằng 3 chẳng hạn, bằng 3 và đặt màu cho bút đây. Ta di chuyển sang bên phải cho nó dễ nhìn nhất đây này. Đấy. Hay để màu hồng nhá. Đấy, để màu hồng nhé, đây. Rồi. Và sau đó đặt bút như sau. Đây chúng ta đặt là pen down là đặt bút rồi thì mới vẽ được. Mặc định là nó không hạ bút, không đặt bút, rồi đặt bút. Đó. Vẽ xong rồi thì đứng nhấc bút lên, lệnh pen up. Đây là lệnh rất quan trọng, chúng ta nhớ nhé, cho ta kiểm tra này, chạy thử nhé. Đây. Ôi, mày nhanh quá, mày thay cho nó dừng lại, có sát cho nó dễ nhé. Dùng lệnh wait vào đây này. Đó, nhé, làm lại này. Rồi. Các bạn hiểu vì sao nó lại vẽ vào chỗ này không, mà không ở đầu bút không? Vì như sau,
khi vẽ thì hình vẽ sẽ được vẽ tại tâm của nhân vật, mà tâm của bút thì nằm ở đây. Thế bây giờ muốn cho nó vẽ tại đầu bút ấy, thì chúng ta phải di chuyển tâm của nhân vật về vị trí mà ta muốn vẽ. Thì với bài này chúng ta phải di chuyển tâm của bút về đầu của này. Thì di chuyển tâm như thế nào? Chúng ta bút đây, chúng ta vào cái chỗ lệnh custom đây, là cái lệnh mà dùng để vẽ lại, để tinh chỉnh cái cho vẽ lại cái hình này, cái nhân vật này. Nhưng mà đây thầy chỉ muốn là tinh chỉnh như vậy thôi. Thầy chỉ muốn là tinh chỉnh cái gì? Tinh chỉnh cái bút, cái tâm của bút thôi. Cho nên thầy làm như sau. Thầy bấm cho nó nhỏ lại nhé. Và thầy sẽ dịch chuyển, các bạn có thể thầy đánh dấu còn toàn bộ này lại này, đánh dấu lại cho toàn bộ này. Sau thầy sẽ di chuyển, được chưa? Các bạn thấy cái hình ở giữa không? Ở giữa cái hình tròn nó có hai dấu thập ấy là tâm đó đấy. Thầy di chuyển về tâm này, đó. Thì như vậy đầu bút sẽ vào đây. Thầy làm lệnh này là lệnh mà di chuyển tâm của bút về đầu bút, được chưa? Thầy nhả ra, rồi. Và như vậy từ bây giờ thầy vẽ xong, thầy vừa làm đặt xong lệnh đặt bút, thầy sẽ chạy lại cho bạn xem nhé, chạy lại này. Đấy, thấy không nào? Đó. Thì khi mà đây thầy làm lại nhé, thầy di chuyển, thầy bôi đen cái bút này, tức là đánh dấu bút bằng cái con chuột như thế này, mà thầy kích nháy và rê chuột, đó, rê chuột tất cả cái bút nhé. Và rê chuột làm sao cho đầu bút nó vào cái tâm vào giữa điểm giữa đây, điểm giữa của màn hình, đây chính là tâm của bút đây. Đó. Thầy thả tay ra, thế là xong. Đó là thao tác là chúng ta thay đổi tâm của nhân vật. Bất kỳ mà với bài này chúng ta là thay đổi tâm của bút về đầu bút. Và như vậy chúng ta sẽ vẽ hình rất đẹp. Đấy. Đây này. Thấy không nào? Đó. Bây giờ thầy sẽ bây giờ thầy tăng cái này lên là 250 để nhìn chúng to hơn nhé. 250 thì vẽ hình vuông to hơn nhé. Đây. Đấy. Thấy không nào? Và từ giờ chúng ta có thể thay đổi những cái thông số khác, thay đổi về nét bút, thay đổi về màu sắc thì các bạn. Nhưng mà đây là cái hình, đây là cái chương trình rất đơn giản thôi, nhưng mà các bạn học được rất nhiều thứ. Một là học cách vẽ của bút, hai là học cách là thay đổi tâm của nhân vật. Ví dụ đây là cái bút, và chúng ta có thể dùng cái lệnh là đặt màu cho bút và đặt cho chiều rộng của bút nữa nhé. Bài này thầy sẽ ghi lại với cái tên là bút vẽ hình vuông nhá. Chúng ta nhớ để chúng ta đó, các bạn có hiểu chưa? Thầy ơi, con biết làm trồng cây nhỏ lại. Đấy, cái bài này con có thể gõ được cái hình này. Bài này thầy sẽ lưu lại và các bạn có thể các bạn có thể vào mạng các bạn xem lại cái bài này. Các bạn có thể tải về bài này các bạn xem lại nhé. Bài này thì vừa đặt tên cho nó là mèo đấy, là mèo là bút vẽ hình vuông đấy nhé. Được chưa? Một lệnh rất rất là hay, rất rất là quan trọng. Và chúng ta dùng một lệnh lặp. Ai hỏi gì ấy nhỉ? Phải học chứ, từ từ nào. Hôm nay là buổi đầu tiên thì học thế này thôi. Con sẽ phải học thêm, mỗi ngày học thêm một chút. Thì con phải nhà phải làm bài tập nữa chứ. Đây là cái bài học, đây là cái bài cái trình đầu tiên đơn giản để vẽ hình thôi. Còn chúng ta học nhiều nữa mà, nhé. Học bằng máy tính hay làm bằng điện thoại thôi? Làm máy tính chứ, làm điện thoại, dùng máy tính chứ. Vâng. Các con có máy tính để mà làm chứ dùng điện thoại khó lắm. Điện thoại không làm được đâu, dùng máy tính nhé, dùng máy tính. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Nhá. Bây giờ thầy sẽ Bài tập hôm nay là bài 14 phút vẽ tự do hả thầy? Đúng rồi, hôm nay sẽ là bài của bài 4 đấy, là vẽ hình đấy. Nhưng mà thầy chúng ta học tiếp chúng ta đã xong đâu. Thầy ơi. Thầy nhớ con cũng có mấy chữ thầy. Ơi. Bởi nó hay là có mấy chữ thầy.
Thầy ơi, con mới tỉnh thầy ơi. Con mới tỉnh thì chịu rồi, làm được. Dùng điện thoại cũng có thể lập trình được nhưng mà nó hơi khó thôi. Dùng máy tính nó dễ con ạ nhé. Dùng điện thoại cũng có thể được nhưng mà nó khó lắm. Nó khó. Rồi bây giờ thầy mà bây giờ thầy sẽ cùng các bạn chúng ta làm thêm một số bài tập nữa nhé. Rất là hay đấy nhé. Bây giờ là như này. Đây. Bây giờ như sau này, thầy sẽ các con sẽ cùng nhau cùng thầy chúng ta làm một bài tập khác cũng dùng để vẽ. Nhưng mà thầy sẽ điều khiển việc vẽ đó từ bàn phím. Đấy, còn hay nữa nhé. Đây là cái lệnh mà chúng ta cho cái bút tự động nó chạy. Tự động nó vẽ bình hình vuông. Hôm sau nữa chúng ta sẽ học cái là vẽ một tam giác như thế nào, hình tròn như nào, đó buổi sau. Còn hôm nay là học hình vuông thôi đã. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ cùng các bạn chúng ta học một cái bài khác cũng hay không kém, là thầy sẽ cho một con cái cánh cam chẳng hạn. Không nghe tiếng gì à? Nghe được nghe được chưa? Rồi ạ. Bây giờ con tắt đi, con tắt đồng hành đi nhá. Tắt đồng hành đi. Rồi. Bây giờ thầy lưu một cái bài mới tinh này và chúng ta cùng nhau chúng ta cùng cùng làm một bài tập khác để mà học cách biết cái bài tập này là như sau này. Thầy sẽ xóa con mèo đi và thầy đưa vào con cánh cam. Con đấy là nhỏ hình sinh nhá. Đây. Cánh cam là con gì đây? Để thầy tìm cánh cam là con nào. Đâu nhỉ? Để tìm nhé, để thầy một chút. Thầy vừa thấy rồi đấy ạ. Đâu. Thấy tìm để gì được thôi. Thầy tìm con cánh cam. Cánh cam không thấy. Đây. Đây đúng không? Đây con cánh cam đây đúng không? Nha. Yeah. Lấy đi bóc cái thầy. Tìm. Thầy tìm một cánh cam lại khác xem nào. Không có. Thầy có chữ lá ở đây. Đây này, chữ này đúng không? Đó, cánh cam đây này nhé. Rồi, cánh cam này. Bây giờ thầy sẽ lập trình này. Các bạn quan sát nhé. Bây giờ thầy sẽ lập trình như sau này. Thầy sẽ điều khiển cánh cam này xoay phải, xoay trái và đi lên phía trước nhé. Rất là hay. Thì chúng ta cùng nhau chú ý nhé. Cùng nhau chú ý cái này nhé. Đây là cái lệnh mà chúng ta sẽ lập trình như là game ấy. Chúng ta dùng bàn phím chúng ta điều khiển con cánh cam này di chuyển. Được chưa? Các bạn chú ý quan sát nhé. Với lệnh này thì chúng ta dùng sự kiện, không phải là sự kiện là nháy vào lá cờ, mà sự kiện là nháy là bấm phím. Thầy sẽ bấm phím là lên xuống phải trái để điều khiển con cánh cam này. Thì nó là như sau. Chúng ta vào cái sự kiện này, vào sự kiện nhé. Và bây giờ không dùng lệnh này nữa. Không dùng lệnh này đâu, mà chúng ta dùng lệnh này. Đây. Đây là cái lệnh mà khi mà một phím được bấm thì làm cái gì? Có thấy không? Cái này nó giống lệnh này. Giống như nó cũng có cái này này. Đó. Thì đây là cái lệnh mà nó gọi là lệnh sự kiện. Khi mà có một sự kiện xảy ra thì có thể điều khiển được con vật làm nó chạy như thế nào, nó chạy lệnh nào. Thế đây là sự kiện gì? Sự kiện là nháy lên lá cờ. Đây này. Còn đây là gì? Sự kiện là ta bấm vào phím. Được chưa? Rồi, bây giờ thầy làm như sau. Đây, thầy bấm vào đây này. Đấy, đây là phím lên này, phím xuống này, phím phải này, phím trái này. Được chưa? Đó, thì bây giờ thầy muốn điều khiển như sau. Phím lên thì con vật đi về phía trước. Phím down là đi lùi xuống. Right là con vật quay sang bên quay sang bên quay về bên trái. Và right là quay về bên phải.
left nó quay là quay về bên trái. Có thể ta xem lại bằng tiếng Việt cho nó dễ nhé. Để tiếng Việt này. Đây. Phím mũi tên lên này, mũi tên xuống này, mũi tên phải này, mũi tên trái nhé. Rồi thì làm như sau này. Thầy được hình như sau, thầy khi mà nó ta dùng phím là mũi tên phải. Đó. Thì chúng ta cho cái vật này là xoay sang bên phải 90 độ. Xoay sang phải 90 độ. Nhá. Rồi. Quay sang phải 90 độ. 90 độ. Rồi bây giờ chúng ta kéo lại lệnh tiếp để sự kiện nữa nhé. À, bấm phía đây là cho sang quay sang bên trái. Thì con vật ta cho con vật này nó xoay bên trái 90 độ. Được chưa? 90 độ. Như vậy là bấm mũi tên phải thì quay sang bên phải, bên trái thì là quay về bên trái 90 độ nhé. Tiếp theo chúng ta cho ta bấm phím lên. Bấm phím lên thì cho con vật này đi về phía trước. Đây. Di chuyển về phía trước là 10 bước. Được chưa? Khi ta bấm phím xuống. Bấm phím xuống, chọn là phím xuống nhá, phím xuống. Thì con vật nó sẽ cho điều khiển vật là đi lùi lại về phía sau là đây, chọn lại phía sau là trừ 10 bước, trừ 10 bước. Đó, được chưa? Thấy không nào? Thế... chẳng thấy gì cả. Có thấy không? Có thấy gì không? Thầy chia sẻ màn hình đi thầy, con không thấy thầy chia sẻ. Không thầy à, thầy cũng mất màn hình rồi. Thấy rõ chưa? Thấy rồi. Lớp mình là các bạn nào đó vẫn cứ chia sẻ màn hình thôi mà bị ấy là về mất thôi. Bạn nào đó vẫn chia sẻ màn hình ấy, nhưng mà thầy bị mất, bây giờ thầy phải các bạn phải đừng ấy, các bạn phải đừng chia sẻ màn hình cơ thì thầy mới làm việc được nhá. Đã bây giờ là thầy nói lại này. Thầy dùng cái lệnh là bốn cái lệnh, không phải đây là bốn cái nhóm lệnh khác nhau mà dùng, không phải dùng lệnh, không phải dùng lệnh này. Mà dùng cái này. Đây là các lệnh sự kiện nhé. Điều khiển nhân vật bằng phím. Đây này, khi người dùng bấm phím phải thì làm gì? Thấy không? Thì điều khiển quay sang phải 90 độ. Khi người dùng bấm phím trái thì điều khiển nhân vật quay sang bên trái. Khi người dùng bấm phím lên thì ta bấm cho di chuyển về phía trước là 10 bước. Khi bấm phím xuống thì cho nhân vật đi lùi lại là 10 bước. Nhìn rõ chưa? Đó, bây giờ chúng ta điều khiển nhé. Chúng ta dùng phím lên này. Đấy, phím phải này. Trái này, lên này. Đó, đi lên phía trước này. Xoay trái này, đi phía trước này. Thấy không nào? Đó, chúng ta điều khiển con vật. Đó, rất là hay. Nhá, yeah. Chúng ta có thể điều khiển con vật. Thấy không nào? Đấy. Bây giờ thầy sẽ điều khiển như sau. Thầy điều khiển là nếu chúng ta bắt đầu cho vật chuyển động thì cho vật nó vừa đi nó vừa vẽ, làm như sau. Đây, chúng ta kéo xuống nhé và chúng ta làm như sau. Đây, ở chỗ này này. Ở đây nhá. Thầy ơi làm răng để làm một cái bút, làm có cái bút vẽ được thầy. Từ từ đã, các con cứ nghe thầy làm thì con sẽ làm thôi mà nhé. Bây giờ cái nút này này là nút là khi mà người dùng bấm vào nút này thì thầy sẽ đặt chế độ cho con vật nó vẽ nhé. Như sau. Thì bấm vào đây nhé. Thầy sẽ làm như sau, thầy chọn nút vẽ này và thầy cho là xóa màn hình này. Xóa màn hình nhé. Đó. Sau đó như sau, sau đó là làm như sau, sau đó đặt kim kích thước bút vẽ thì đặt nên là 2 chẳng hạn, 2. Đặt màu vẽ. Đây. Đặt màu vẽ là như sau. Đặt màu vẽ là ví dụ như là màu, thầy đặt màu màu đỏ nhé. Đó, màu đỏ. Sau đó thầy đặt chữ là đặt bút. Pen down, đặt bút. Được chưa? Đó, là bắt đầu vẽ. Bây giờ thử nhá. Nè, khi bấm vào đây này, thì chạy cái này chứ là nó bắt đầu đặt chế độ vẽ. Thấy không nào? Xóa tất cả này, đặt kích thước bút này, đặt màu này và đặt bút vẽ. Bấm vào đây. Rồi bây giờ điều khiển cho vật chuyển động nhá. Đấy. Nào. Đấy, thấy không nào? Đấy, thấy không?
thấy, thấy không? Mà này hay đến nỗi thầy vừa dạy con vừa làm theo luôn á thầy. Ừ đấy, thấy không nào? Nhưng mà chúng ta là vẽ cái hình nó đấy, được chưa? Thế bây giờ thầy sẽ làm như này, nó hay hơn nữa nhé. Thầy sửa một chút thôi. Thầy không phải nó xoay 90 độ, thầy để xoay như này. Thầy chỗ này thầy để xoay bên búng bím bím phải thì xoay bên phải là 10 độ thôi. Thầy để chuyển được thầy để đây là 10 độ thôi. Thì nó sẽ di chuyển được ở mọi cái rất là hay. Đây. Làm lại nhé, đây. Rồi, xoay này, đấy. Hãy thấy không nào? Đấy, điều khiển được. Thấy không nào? Đấy. Con sẽ tạo được một cái mê cung với con bọ cái nó cứng này. Đấy, được chưa? Đó. Thế như vậy đây chúng ta thấy là chúng ta có thể dùng tức là dùng bàn phím để điều khiển được con vật nó vừa di chuyển nó vừa vẽ trên màn hình. Thấy không nào? Nhá. Rồi bây giờ thầy sẽ ghi cái bài này lại thành cái bài bài tiếp theo nữa là bài là cánh cam để điều khiển cánh cam nhá. Điều khiển cánh cam này. Cánh điều khiển chữ được. Điều khiển cánh cam chuyển động. Chuyển động và vẽ nhé. Vẽ, đó, thì lưu lại. Các bạn có thể cái bài này sau này các bạn có thể xem lại những cái bài tập này để chúng ta nhớ nhé. Được chưa? Đó. Thế bây giờ thầy sẽ làm tiếp một cái bài nữa để chúng ta quan sát là bây giờ chúng ta sẽ cho con điều khiển con cái cam là di chuyển tự động di chuyển mà ta cho điều khiển cho nó di chuyển là vĩnh viễn trên màn hình cơ, rất là hay. Rồi chúng ta cho nó quan sát này. Bây giờ thầy xóa bài đi, thầy làm lại bài này nhé, bài ghi rồi. Bây giờ thầy xóa thì thầy làm lại. Bây giờ thầy xóa này, xóa này, xóa này, xóa thầy làm lại từ đầu. Được chưa? Rồi bắt đầu nhá. Đây ban đầu thầy sẽ để con này để lại đây và ta đặt chế độ vẽ này. Đây. Đặt chế độ vẽ nhé, đầu tiên là xóa màn hình này, đặt bút này, ví dụ thầy đặt bút cho nó là, được chưa? Đặt kích thước bút này, 2 chẳng hạn nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho con vật này di chuyển về đâu? Di chuyển về về 0,0 đi, di chuyển tới điểm giữa màn hình đi, 0,0 nhé. Rồi. Rồi, sau đó chúng ta sẽ cho con vật này đây, thầy sẽ cho nó là nó cho nó xoay một cái góc hướng không phải là hướng 90 độ mà đặt hướng cho nó, ví dụ đặt hướng cho nó là bất kỳ một hướng bất kỳ. Đây. 45 độ hay là 30 độ cũng được. Được chưa? Rồi. Bắt đầu này, thầy bắt đầu đặt bút vẽ này, cho nó đặt bút này và bút vẽ đặt bút cho nó bắt đầu vẽ này. Vẽ như nào? Bây giờ thầy điều khiển cho nó là chuyển động ngẫu nhiên trên màn hình và chuyển động vĩnh viễn mãi mãi. Thế làm thế nào? Thì cái lệnh lặp vừa rồi tôi cho ta thấy lệnh lặp là cái lệnh mà chúng ta có điều khiển cho con vật là lặp đi lặp lại là 3 lần, 4 lần, 5 lần. Nhưng mà muốn chuyển động, muốn lặp vĩnh viễn thì làm thế nào? Có một lệnh nữa là lệnh này ta vào điều khiển mà có lệnh là lặp liên tục, đây chính là cái lệnh mà lặp vĩnh viễn đây. Lặp liên tục nhé. Thì cái tiếng Anh nó gọi là forever. Thế vào tiếng Anh thì quan sát cho các bạn xem tiếng Anh là cái gì. Tiếng Anh của nó là cái lệnh nó tên là forever, là lặp vĩnh viễn. Đấy, lặp vĩnh viễn, được chưa? Đây thầy muốn cho nó di chuyển về phía trước là 10 bước và vĩnh viễn. Đây chạy thử nhé, xem như nào nhé, chạy thử đây. Nó ra mất khỏi màn hình. Thế thì làm thế nào mà con vật này nó di chuyển vĩnh viễn nhưng mà nó không ra khỏi màn hình thì làm thế nào? Có công lệnh rất là hay là khi chúng ta điều khiển con vật mà nó vào thành của màn hình ấy, nó sẽ bật trở lại. Đây lệnh này đây. Đây là cái lệnh mà nó tự động nó điều khiển nó bật trở lại là lệnh này. If on edge bounce. Một lệnh rất quan trọng là nếu gặp cạnh thì bật trở lại. Đây lệnh rất là hay dùng trong chương trình khi chúng ta điều khiển con vật là di chuyển ở trên màn hình, rất hay dùng luôn. Thì ta đưa cái này vào đây thôi, ta đưa cái này vào, ta tắt đi này, ta đưa cái này vào đây. Đấy, thì bảo đảm rằng khi vật nó chuyển động ấy, con cái cam chuyển động
thế bên tới gặp thành mà nó sẽ quay lại mà không bước ra ngoài được nữa nhé. Đây là cái lệnh mà cho con vật chuyển động vô hạn trên màn hình. Đây chúng ta chạy thử này, đây đấy, bật trở lại chưa, thành không nào, vừa đi vừa vẽ luôn đấy, thành không đấy. Và nó chuyển động mãi mãi. Đây là cái, đây là cái lệnh rất là hay dùng mà chúng ta cho chế độ là nó vừa đi vừa vẽ đấy, được chưa? Đấy, bây giờ chúng ta cho cái ghi lại cái bài này là cái bài là cánh cam chuyển động, cánh cam tự vẽ thì sao không? Chuyển động vĩnh viễn nhé. Đó, bây giờ chúng ta mà xóa đi này, xóa đi và chúng ta bỏ cái này đi, bỏ cái này đi, này ta để cái này thôi nhé. Và chúng ta cho cái lệnh này này, lệnh là đây, lệnh này cho vào đây nhé, xóa cái lệnh vẽ đi, bỏ đi, bỏ vẽ đi, thì cái vật chuyển động này đấy. Ồ, nhưng mà ta chưa nhấc bút, phải nhấc bút đã. Đây pen up đây này nhá, ở đấy mày tính bảng đúng không gì cơ? Ta cho nó xóa đó. Có cái này có thể là ở đấy mày tính bảng đúng không? Có, à mà tính bảng nghe cũng được chứ khó thôi, vẫn được. Các bạn về tìm hiểu nhé, vẫn được, nhưng mà máy tính bàn, máy tính laptop hay máy tính trên bàn này nó dễ hơn. Còn trên tính bảng này thầy xem lại hình như vẫn được đấy, hình như vẫn được chứ không phải không đâu. Con về xem lại nhé, xem lại cái bản Scratch mà trên tính bảng chạy được không nhé. Đấy, các bạn thấy có thấy hay không nào? Rất là hay luôn, đúng không nào? Như vậy chúng ta có thể cho con mèo, con chó là chuyển động vô hạn trên màn hình. Thấy không nào? Đó. Đấy, cái bên lên bài nữa nhé. Bài này là bài là cánh cam chuyển động, và gọi là cánh cam chuyển động đi. Chuyển động 2 đi nhé. Đó. Thấy không nào? Thì chúng ta nhớ là như vậy, cho thêm được cái lệnh forever, là cái lệnh mà lặp vĩnh viễn. Nó khác với lệnh này nhé. Nó khác với lệnh lặp này. Cái lệnh này là lệnh lặp mà là hữu hạn lần, như là 10 lần, 5 lần, 3 lần. Còn cái này là lặp vĩnh viễn. Thì nếu mà chuyển động vĩnh viễn ý, thì ta phải đưa lệnh này vào để nó bảo đảm nó không ra ngoài. Nó không chạy ra ngoài cái sân khấu. Còn để cái này là nó chạy ra ngoài này. Để cái này ra ngoài. Đó. Cho cái này vào thì nó sẽ gặp cạnh thì nó bật trở lại. Như vậy nó không bao giờ nó ra ngoài mà được. Luôn nằm trên sân khấu thôi. Thành không nào? Đó. Rất là hay. Để chúng ta chú ý nhé. Đây là một lệnh rất là hay của chương trình đấy nhé. Ngày hôm nay chúng ta học được rất nhiều thứ, học được cái lệnh lặp này, lệnh lặp hữu hạn và lặp vô hạn này, được chưa? Cô làm được cái lệnh vẽ, được chưa? Cánh cam vẽ được rồi. Ừ. Đó. Rồi, thế bây giờ thầy sẽ cùng các bạn chúng ta sẽ làm thêm một lệnh nữa rất hay nữa nhá. Bây giờ như này. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ new cái mới và chúng ta sẽ new cái file bài mới và cho học thêm lệnh nữa. Mèo đây này. Thì chúng ta xem lại lệnh pen. Thì trong cái lệnh pen này nhé, trong cái nhóm cái lệnh pen này thì nó có một lệnh rất quan trọng mà rất lạ mà nó gọi là lệnh stem. Đây là lệnh gì đây? Đây là cái lệnh mà con vật đó nó sẽ vẽ trên màn hình chính hình của nó luôn. Chính hình của nó luôn. Đấy. Chúng ta nhấn giới thiệu ở đây nhé. Nháy này. Xong rồi đấy. Đấy. Thấy không nào? Thì cái đây là con mèo này. Còn đây là không phải. Đây là cái hình vẽ thôi. Hình vẽ thôi. Đấy. Nhưng mà là đây là lệnh là con mèo vẽ lên trên màn hình chính cái hình của nó luôn. Thấy không nào? Đó. Bây giờ đây thầy là chạy cho bạn xem thử lệnh này nhé. Đây. Chúng ta cho vào chương trình này. Được chưa? Chúng ta cho mèo chuyển động đây. Đây chúng ta làm, thầy làm một lệnh như sau nhé. Đầu tiên cho mèo đi vào giữa màn hình. Mèo chạy vào không. Không. Đây. Quan sát nhé. Mèo đầu tiên là mèo là không này. Rồi không không nhé. Không không này. Được chưa? Sau đó chúng ta làm như sau này,
chúng ta sẽ cho như sau. Đây, các bạn thấy bây giờ thầy sẽ cho mèo chuyển động vĩnh viễn trên màn hình nhé. Đây, thầy cho lệnh này, thầy cho cái lệnh này đây. Thầy cho nó di chuyển một cái hướng nào đó. Đây chẳng hạn, 60 độ nhé. Rồi, bây giờ cho mèo chuyển động vĩnh viễn này, dùng lệnh là vào control này, vào lệnh forever này. Và mèo di chuyển với tốc độ là chậm nhé, ví dụ như cái độ là 3 thôi. 3 thôi, góc cạnh thì ta góc cạnh thì quay lại dùng lệnh này. Đây. Được chưa? Để tôi xóa màn hình đã, dùng lệnh này để xóa màn hình nhé. Đây này, lệnh này. Lệnh này là để xóa màn hình. Cái lệnh này thì nó không cần đặt bút hạ bút. Lệnh này bây giờ cũng chạy nhé, lệnh stem này. Thử này. Đấy. Mèo di chuyển như này nhé. Chậm quá thì cho tăng thêm tí nhé. Thế để đây là được 10. Được chưa? Rồi, thế bây giờ thầy điều khiển cho mèo bắt đầu. Thầy sẽ bấm một nút và mèo sẽ vẽ cho mình hình của mình. Được không? Lệnh stem. Này là lệnh này, đây là lệnh là vẽ nhân vật, vẽ chính hình của mình trên màn hình. Làm như sau. Thầy điều khiển bằng phím space. Thầy vào events và lệnh là when. Đây, khi mà bấm phím space trên màn hình đây thì nhân vật sẽ vẽ. Đó. Biết chưa, thử lại từ đâu này. Lệnh này là lệnh là nhân vật sẽ di chuyển vĩnh viễn trên màn hình, góc cạnh thì quay lại nhé. Còn bên này, sự kiện bên này là khi người dùng là bấm vào phím space thì nhân vật sẽ vẽ trên màn hình. Đó, như vậy trình có hai trình diễn sẽ song song với nhau. Chạy thử nào. Đó, thì bấm space nhé, này, một lần này space, đó, một space, hai space, thấy không nào, ba space, bốn space, năm space, sáu space, đó, 7 space. Như vậy chúng ta bấm space thì nhân vật nó sẽ đây, sẽ vẽ trên màn hình. Rất là hay. Được chưa? Đấy. Rồi lên lên. Thầy ơi, cháu chỉ thấy vân nó nhấn bản thêm thôi chứ cháu nó thấy nhấn bản vân nó vẽ ạ. Biết thầy ghi lại cái này là mèo vẽ, mà mèo vẽ nhá. Mèo tự vẽ này, đây là lệnh mèo tự vẽ. Chúng ta sẽ quan sát sau nhá. Đó. Đó, thấy không nào? Thì bấm space nó phải là vẽ. Không bấm không bấm được thôi. Đó, thì lệnh space lệnh là cái lệnh stem lệnh rất hay. Cái này này là cái lệnh mà là xem tiếng Việt là gì? Tiếng Việt nó là như thế này. Tiếng Việt nó là cái lệnh là đặt tên nó hiện là in hình. Nó tự in hình mình ở trên màn hình. Đó, lệnh rất hay và chúng ta học áp dụng lệnh này ở trên thực tế. Lệnh rất là hay. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau thì cùng các em là chúng ta sẽ làm cái bài, làm cái hình vẽ hình nữa rất đẹp này. Mà tập có rất nhiều trong bài tập của chúng ta trong bài hôm nay nhé, là chúng ta sử dụng cái lệnh in hình hay lệnh stem để chúng ta vẽ cái hình là quan trọng ở trên màn hình. Rồi chúng ta thử nhé. Đây, bên thầy thử các bạn xem này. Chúng ta sẽ niêm cái máy tinh và chúng ta sẽ học dùng lệnh stem để ta vẽ cái hình đặc biệt quan trọng. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ xóa mèo đi và thầy sẽ tạo cái hình máy tinh. Đây, thầy sẽ vẽ lấy như sau. Đây nhé, ở đây là cái lệnh mà chúng ta được phép là tạo một cái, đây là lệnh mà tạo nhân vật từ một cái kho có sẵn. Chỗ này nhé. Còn lệnh này này, đây là lệnh là chúng ta vẽ lấy một nhân vật máy tinh. Ta vào chỗ này, nhé. Đây là cái lệnh mà chúng ta tạo mới một nhân vật bằng cách là ta tự vẽ. Đó, chúng ta vào đây và chúng ta vào bên này và chúng ta vẽ. Được chưa? Rồi thì thầy làm sao? Thầy cùng các bạn chúng ta vẽ một cái hình vuông nhỏ nhỏ, một đỉnh nằm ở tâm đây nhé. Đây thầy chúng ta bấm lên để chọn hình này, bấm vào đây nhé. Đây là viền. Để một lần ta để trống đây, bấm viền đây, chúng ta bấm vào đây. Và chúng ta chọn là hình đây, hình vuông nhé. Đấy. Hơn đây là màu đỏ này. Được chưa? Màu đỏ nhé. Và viền. Đây là màu tô này. Một tô được nguyên như này là được nguyên như này là màu không có gì. Còn đây viền đây. Thì đặt cho nó cái viền là 2 đúng không? Và bấm vào đây để chọn màu. Bấm vào đây chọn màu. Đây, chọn màu nhé. Đó, chọn màu đỏ đi. Và đây này, đây là cái lệnh là chúng ta vẽ hình này. Đó. Bây các bạn vẽ hình như này cho tôi cho thầy nhá. Thầy xóa lại, thầy làm lại này.
Từ đây nhé, thầy vẽ hình như này. Đó. Thì dùng phím shift chúng ta thành hình hình vuông ngay. Và chúng ta có thể kéo cho đỉnh, một đỉnh nó vào đây. Đó. Thế này. Đấy, nhé. Cho nó, được chưa? Thầy có thể cho nó cho nhỏ lại một tí này. Đây. Cho nó bé lại một tí nhé. Rồi. Được chưa? Đó. Thế bây giờ làm như sau nhé. Bây giờ thầy làm nhà. Thầy quay đây, thầy vẽ này. Đây thầy cho nó dày đi một tí này, thầy bấm cho dày nhé, thầy lấy và 4 này. Đó. Được chưa? Bây giờ quay vào đây nhá. Code này. Thầy sẽ vẽ như sau này. Thầy dùng lại stem thầy vẽ nhá. Các bạn chú ý nhá. Đây, tất cả cùng nhau chúng ta làm này. Đây, thầy sẽ làm như sau này. Các bạn tắt tất cả như nào? Vào đây nhá. Nhá. Thì khi mà vẽ hình ấy, khi mà hình dùng lại stem để vẽ. Để vẽ thì chúng ta có thể, đây chúng ta chọn này, thầy làm như sau nhá. Đây. Đây này. Đây nhá. Thầy cho nó go to đến 00 này. 0 này. Lớp mình ổn quá nhỉ? Ai nhỉ? Tắt tắt đây nào. Lớp mình hãy ổn đấy nhá. Rồi. Thế để đây là 00 nhá. 00 này. 00 này. Rồi. Thầy làm như sau này. Thầy sẽ cho nó vẽ thành đây thầy làm vườn mệnh lặp để ta vẽ rất là hay nhé. Chúng ta cho mệnh lặp, ví dụ thầy lặp nó là 4 lần đi. 4 lần. Và bắt đầu là thầy để ở đây này. Bắt đầu thầy để cho nó chuyển động là cái hướng của nó là hướng về phía bên bên phải này nhá. Đó. Và thầy sẽ như sau. Đây bản thân hình đó thầy có để thôi được. Và thầy vẽ dùng lệnh stem để vẽ nhé. Đây vào stem này để vẽ này. Stem này. Bây giờ xóa, bắt đầu xóa hết nhé. Sau đó dùng lệnh stem in hình này. Vẽ này. Vẽ xong một cái thầy sẽ xoay. Thầy sẽ xoay đi một góc là dùng lệnh xoay. Xoay đi một góc là đây xoay là xoay trái là 90 độ. Đấy. Chúng ta chạy thử nhé. Đây này. Lặp 4 lần. Vẽ là vẽ 4 lần. Mỗi lần xoay 90 độ. Bấm vào chạy thử nhé. Đấy, nó ra cái này nè. Ủa, vì đặt nó không chính xác, nó bị thế thôi. Bây giờ thầy điều chỉnh lại cho nó, điều chỉnh lại cho nó hình nó chính xác hơn thì nó sẽ vẽ được. Đây, thầy vào đây nhé. Không to thì nhìn dễ này. Có trọng là nó phải đúng vào cái vị trí này nhé. Đây, nó phải vào đúng đây này. Rồi. Chạy thử lại nhé. Ủa, vẫn chưa thật chính xác lắm nhỉ. Thôi bây giờ thầy nó bị hình này, cái hình này nhờ ở đây nhỉ. Để kiểm tra nhé. À, có hình này, à được. Đúng rồi, hình này bị lỗi nhỉ, hình này bị lỗi nhé. Bây giờ thầy phải xóa quá đi này. Đây là anh xóa đây. Rồi. Bây giờ chạy thử lại nhé. Thầy vẽ lại, thầy yên tâm. Thầy vẽ lại nhá. Nó phải hình vuông thực sự nó mới đúng. Này. Vẽ lại này. Dùng thầy dùng bấm phím shift thầy vẽ chính xác lại đúng hình vuông. Đấy. Bây giờ kéo nó vào đây. Phóng to nhìn dễ nhé. Đấy. Thầy có lại code đi thầy. Gì cơ? Lại cái code đi thầy ạ. Có thể vẽ hình đã, vẽ hình chính xác thì nó mới được. Rồi đấy. Rồi, chạy đây. Đó, chính xác rồi đấy nhá. Bây giờ như sau này, bây giờ cái hình bắt đầu của thầy đây, thầy có thể ẩn đi cái góc đây là quả chú ý nhá. Nó cẩn thận nhá, đây này. Cái đây là bản thân cái này nó là nhân vật, còn đây là hình ảnh đây nhá. Bây giờ thầy sẽ ẩn cái hình bắt đầu đi. Chúng ta nhớ là trong cái chức nhóm mình chị nó có chức năng là ẩn nhá. Ẩn hiện nhân vật này, đây là
ẩn hiện nhân vật này, hiện này, ẩn này. Mặc định nó là nhân vật, nó là ẩn, là hiện. Thầy có thể ẩn đi, ẩn đi thì nó vẫn vẽ được, nó vẫn dùng cái in hình, nó vẫn được nhé. Thầy đều ẩn đây. Đấy, chị thử này. Đấy. Bây giờ thầy làm khác nhé, bây giờ thầy cho cái tăng lên, thầy tăng, thầy tăng cái này lên làm là 8 lần. 8 lần. Thì ở đây thì sẽ giảm đi là 45. Tức là tổng cái số 2 số nhân nhau phải là 360 thì mình thì mới được nhé. Đấy, chị thử này, nó ra hình như này. Thấy con nào? Nó khá đẹp rồi đấy. Thấy con nào? Bây giờ thầy sẽ tăng cái này lên thành là 16 lần. À, tăng lên làm nhân 3 lần lên. Thằng này giảm đi nhé. Tức là cái số này nè, số lập nhân này phải là 360. Tăng này lên 3 lần là 24 lần. 24 lần. Ở đây sẽ còn là 8 thôi. Ở đây sẽ là 15 thôi. Đấy, ra hình này này. Đấy, thấy không nào? Và như vậy chúng ta thấy đây là cái hình trong sách của thầy viết đấy, là cái cách mà chúng ta có thể dùng cái hình ban đầu, nó chỉ là hình này thôi. Hình này thôi. Nhưng mà chúng ta sử dụng cái định lập. Thầy ơi, thầy đang tắt mic thầy. Thầy chưa bật mic à? Được chưa? Đấy. Bây giờ thầy sử dụng cái lệnh stem, lệnh in hình như này. Đấy. Đây là phần lõi nhá. Đây là phần lõi này. Chúng ta lập là n lần. Còn số này này, số này là 360 chia cho n. Mà đảm bảo để xoay đúng một vòng. Vòng tròn. Thì nếu ở đây mà là 4 thì đây là 90. Ở đây là 8 thì đây là 45, đây là 24, đây nó sẽ là 15. Đó. Bây giờ chúng ta có thể tăng lên cái này lên là gì? Tăng lên là 30. 30. Đây sẽ là con số đây sẽ là 12, là vì 360 chia cho mình thành là 12. 12 nó sẽ như thế này. Đấy, được chưa? Thì như vậy là từ một hình vuông ban đầu chúng ta có thể vẽ ra rất nhiều thứ. Đấy, rất nhiều thứ rất là hay ở trên hình như thế này. Được chưa? Đó, bây giờ bên này thầy sẽ lưu lại cho các bạn xem. Lưu lại bài là vẽ hình 1 nhé. Vẽ hình 1. Được chưa? Rất là hay. Thầy ơi, thầy có ghi cái buổi học này lại không thầy? Có, thầy ghi lại chứ. Đang ghi lại rồi đấy, nhé. Chúng ta có hiểu không? Hơi khó một chút, nhưng mà các bạn cứ xem kỹ lại cái này. Thấy rất là hay. Bây giờ thầy sẽ sửa cái hình vuông thành hình tròn. Thì như thế nào? Đây, thầy sửa đây nhé. Với bài này thôi. Thầy sửa lại hình tròn, thầy bảo trang phục. Thầy sửa cái hình vuông thành hình tròn như sau. Đây, bây giờ thầy xóa lên, thầy chọn cái chức năng này để ta xóa hình như này. Đấy, xóa này. Xóa, bây giờ thầy vẽ hình tròn nhé. Dùng này để vẽ hình tròn này. Đó, bây giờ thầy vẽ hình tròn. Bấm phím shift, ta vẽ hình tròn. Được chưa? Và quan trọng nhất là phải đưa nó vào đây. Đấy, quan trọng nhất là nó phải nằm ở chỗ này. Đấy, tức là cái hình nó phải nằm ở đúng chỗ này. Đấy, hình tròn. Và bây giờ thử xem hình tròn hình ra như nào nhé. Đây, thầy để ở đây là 4 này. 4. Ở đây là 90 này. Thầy hướng dẫn lại từ đầu cho anh thầy, tao không hiểu. Cái gì cơ? Thầy hướng dẫn lại từ đầu cho anh thầy, tao không hiểu. Tức là bản chất là hình này nó là lệnh lệnh thôi. Tức là cái lệnh là chúng ta in hình ra và ta cho nó xoay. Xoay góc là bao nhiêu độ đó và đập lại là bao nhiêu lần. Ta cho tích cái hạng số này này là 360 là được. Để cho nó xoay thành vòng tròn. Người ta chia 4 lần thì nó xoay 90 độ, 4 lần 90 độ thành 360 độ. Còn ta để ở đây là 8 lần. Thì đây nó sẽ là gì đây? Nó sẽ là phải là 45. Tức nôm na là ở đây là 4 thì ở đây là 360 chia cho 4, nghĩa là 360 chia 4. Chia 4 như này à, không. Chúng ta sau nhé. Muốn làm phép chia ta làm như nào? Muốn làm phép chia ta làm như này. Muốn làm chia ta vào cái chỗ là phép toán. Dùng lệnh này là làm chia này. Đấy. Ta để ra để là 360. 360. Chia đây là chia cho 4. Nhá. Đó. Phép gì phép chia đây. Ta đưa đây vào đây. Đó. Chạy thử nhé. Ra hình này. Bây giờ thầy tăng này lên là 8. 8 mà chỗ này sửa lại là 8. Thì ra cái hình này. Thấy chưa? Đẹp chưa? Bây giờ thầy tăng lên là 12.
12 và sửa đi thành 12 thì nó ra cái hình này. Đấy, rất đẹp nhé. Bây giờ thầy tăng này lên là 30 thì ở đây thầy chia cái này chia cho 30 thì nó ra cái hình này. Đấy. Thì như vậy các bạn thấy là trong các chương trình thi học sinh giỏi là người ta hay có những hình vẽ như này, thì bản chất là như này thôi, rất đơn giản. Chúng ta vẽ cái hình tạo ra một nhân vật có hình như này này. Chú tâm nó phải ở đây. Người ta vẽ được hết, người ta xoay, vừa xoay vừa vẽ, vừa xoay vừa vẽ. Và bài này ta ghi lại bài này là ta ghi lại là bài là vẽ hình tròn nhá. Vẽ hình 2. Vẽ hình 2. Hình 1 là để mà hình vuông nó xoay đi và 2 là dùng hình tròn xoay đi và dùng lệnh stem. Để ta biết ta chuyển lại sang tiếng Anh nhé để quan sát cho nó dễ hơn này. Dùng lệnh stem nhá. Stem này. Đấy, nó rất đơn giản mà. Cái đoạn trên này là cái đoạn dùng để là đặt bắt đầu thôi, đặt chế độ ban đầu thôi. Phải go to 00 này và quay về hướng bên phải này và xóa mà xóa hình như này, ẩn đi. Ta cho nó ẩn đi cho nó khỏi phải nhìn hình gốc, cái nhân vật gốc. Còn đây là đoạn này ta dùng vẽ đây. Ta dùng lệnh stem để vẽ. Đấy, được chưa? Đó. Thì đây chính là cái bài các bạn sẽ về nhà làm, hôm nay các bạn về nhà các bạn làm bài tập. Thì các bạn làm bài tập của bài số 4 nhá. Bài số 4 là rất nhiều các bài tập khác nhau về để vẽ. Thì các bạn về nhà các bạn làm và các bạn còn bài số 4 là có bao nhiêu bài? Lệnh nó có 10 bài tất cả đấy. Có 10 bài của bài 4 nhé. Các bạn về làm bài tập ở phần đó nhá. Đó. Được chưa? Như vậy hôm nay làm một số chứ mà tiếp tục là hôm nay là chúng ta học gì? Học cách là chúng ta điều khiển nhân vật là di chuyển lặp lại, di chuyển ý nghĩa trên màn hình. Gặp cạnh thì nó tự động nó quay lại bằng cái lệnh là gặp cạnh thì quay lại bằng lệnh này là if on edge bounce. Lệnh này nhé, gặp cạnh các bạn thì bật lại. Và chúng ta học có lệnh vẽ, trong đó có cái lệnh vẽ là lệnh gì? Lệnh vẽ là cái lệnh là lệnh vẽ bình thường bằng dùng lệnh là đặt bút và nhấc bút thì khi di chuyển nó sẽ vẽ. Còn đây là lệnh stem. Lệnh stem là cái lệnh là vẽ chính vật nhân vật đó ở trên màn hình. Được chưa? Đó. Thì đây là những bài tập mà rất đơn giản ban đầu thôi nhưng rất là hay. Đó. Được chưa? Thầy ơi làm sao mà có cái nhân vật lệnh tròn được hả thầy? Mình phải tự vẽ mà. Tự vẽ ở chỗ nào thầy hướng dẫn lại thì không phải đâu. Em chưa để ý được ạ. Rồi thầy hướng dẫn lại nhá. Làm lại bài này nhá. Bài này là bài hình vẽ nhé, rồi cái hình nhân vật đấy ạ. Ok rồi, thầy là new và bài mới tinh cho bạn xem như new nhá. Và thầy bắt đầu vẽ này. Đây thì đây là con mèo này, bây giờ thầy xóa đây này, như vậy không mèo nữa đúng không nào. Bây giờ thầy tạo nhân vật mới. Thầy tạo nhân vật mới thì nó có hai cách. Một cách là ta lấy từ kho, bấm lên ra từ kho này. Đây là kho màn hình này, đây là kho nhá. Ta bấm ta đưa vào, bây giờ ta vào đưa vào quả bóng nhá, thì ra quả bóng đây đấy. Bây giờ muốn tự vẽ làm như nào? Thầy xóa cái này và vẽ này. Thì vào đây này, bấm vào đây nhé. Bấm vào đơn chuyển vào đây này, vào đây này, đây là lệnh tự vẽ này. Nhé. Đây là lệnh là tự tạo ra một nhân vật mới mà tự vẽ lấy. Được chưa? Rồi, bấm vào đây này. Xong. Thế ra hình này như này. Và ở đây chúng ta sẽ tự vẽ. Dùng cái vẽ, chúng ta có thể vẽ hình bất kỳ. Dùng màu vẽ nhé, ta dùng gì được. Đây là ta tô màu, đây chúng ta vẽ các hình khác nhau, có thể cả chữ này, dùng này để tẩy này, đúng không? Dùng cái này để vẽ hình tròn này, hình vuông này, ta vẽ gì cũng được. Được chưa? Thì đây là chúng ta có thể dùng bút vẽ, dùng cái chức năng vẽ của Scratch để ta vẽ nhân vật nhé. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ vẽ bằng gì? Chúng ta sẽ vẽ bằng gì? Bằng cái công cụ là hình tròn hoặc hình vuông. Rồi thầy xóa này, vì thầy bấm để chọn, bây giờ là chọn này nhé, chọn đối tượng, chọn cả đây và bấm nút delete để xóa này, xóa. Rồi, bây giờ chọn và bấm vào đây, nhé. Muốn vẽ thì chúng ta phải chọn màu tô này, màu tô phải là màu rỗng, phải là màu trong suốt. Đây là màu viền, chọn màu viền, bấm vào đây này, bấm vào đây và chọn màu tô là trong suốt, bấm vào đây, đây chính là màu trong suốt đây này. Đây là màu trong suốt của ở bên trong. Bấm vào đây nhé. Rồi, ở bên này chúng ta chọn màu vẽ đây. Để như này. Và đây ta chọn cái kích thước của cái viền.
chọn kích thước là 3 chẳng hạn nhé. Bắt đầu vẽ này. Khi vẽ thì ta để chuột ở góc trái trên và bấm phím shift để tạo hình tròn, kéo thả sang bên phải như này và ta thả ra. Xong bây giờ chúng ta sẽ kéo vào đây để ta bấm vào đây này để kéo nhé, bấm đây mới kéo được, bấm đây ta kéo nó vào đây thì ta vẽ đúng cái hình đó. Con to nhìn con sát này đấy, để nó đúng vào cái chỗ góc này đây, để nó chính xác vào cái chỗ tâm đấy, chính xác chưa, thả ra coi như xong. Tại vì tôi vừa tạo ra được một cái nhân vật mới có tên là, đây tôi đặt tên là hình tròn chẳng hạn, thì nó là một nhân vật mới tinh mà tôi vừa mới tạo ra, tự vẽ lấy. Như vậy tôi có thể tạo ra một cái nhân vật mà lấy từ cái kho của Scratch, hoặc ta tự vẽ lấy. Thì đây là cái tính năng, chức năng là ta tự tạo lấy một nhân vật mới tinh. Được chưa? Cụ thể bài này là bài mà thầy muốn vẽ cái hình mà thầy muốn nói đấy, dùng là stem để vẽ, ta dùng cái này. Được chưa? Đây. Bây giờ chúng ta quay đây nhá. Đấy. Thầy làm thử cho bạn xem lần nữa nhé. Đầu tiên là cái lệnh ban đầu, thầy đây bắt đầu đây. Đặt chế độ như sau, thầy đầu tiên thầy đặt chế độ cho nó xóa tất cả hình cũ đi này. Cho nhân vật chuyển về vị trí 0,0 này. Gốc 0,0 này, được chưa? Sau đó cho nhân vật là quay về bên phải này. Đó. Và sau đó là bắt đầu vẽ. Thì chúng ta cho nó đây, chúng ta dùng cái lệnh là đây, repeat đây này nhá. Repeat là bao nhiêu lần đó không quan trọng, repeat ví dụ như là 8 lần hay 7 lần gì đó. Sau đó chúng ta cho lệnh như sau. Chúng ta dùng lệnh là stem để nó vẽ. Sau đó là xoay. Xoay một góc là bao nhiêu? Một góc bằng là 360 chia số này. Thì thầy dùng phép toán ở trên màn hình. Ta vào cái nhóm lệnh operator để chọn phép toán. Đó, thầy kéo thả cái đây là phép cộng này, phép trừ này, nhân này, chia này. Thầy kéo thả cái phép chia ra bên này. Được chưa? Đó, ở đây thầy để là 360. Ai muốn nói nhỉ? Mình tắt đi nào. Thầy chia cho này là 8 này. Đấy. 8 nhá. Thầy đưa cái đây là phép chia này, thầy đưa nó vào đây. Xoay. Được chưa? Đó. Và bây giờ thầy muốn cho nó vẽ hẳn ra, thầy muốn cho nó an toàn, thầy cái hình bản thân cái hình bắt đầu này, cái hình cục gốc này thầy để thầy ẩn nó đi. Ẩn lệnh này và lệnh looks. Và cho lệnh là 2 là ẩn. Khi mà dùng lệnh stem thì không cần cái, nhưng mà cũng có thể là ẩn đi, thầy để lên đầu đấy ẩn đi. Ẩn đi là nó yên tâm nhá. Đó, ta vẽ thử này. Đây là cái hình mà ta vẽ, đây là 8 hình. Quay 8 lần và vẽ 8 lần cái hình đó. Ta xoay ra một góc là 360 chia 8. Thầy muốn làm nhiều hơn, thầy để đây là 12 chẳng hạn, thì đây sẽ là 12. Đây là 12. Đó, nó được hình như thế này. Được chưa? Thì hình rất đẹp, ta tùy ta vẽ nào thì cũng được. Mà đây là cái bài mẫu đơn giản để chúng ta làm từ đầu để vẽ một cái hình đẹp trên màn hình. Được chưa? Mà chúng ta vẽ đây là bài là vẽ hình 3 nhé. Vẽ hình 3 nhé. Các bạn đã hiểu chưa? Hiểu cái cách làm chưa? Về nhà các bạn làm cái này. Mà tập phần này rất là nhiều cho phần này nhé. Chúng ta học cái này mà chúng ta vẽ ra đúng hình này. Bây giờ chúng ta có thể hình này có thể vẽ rất nhiều thứ hai. Có thể đây là hình tròn này, hình vuông. Chúng ta có thể vẽ ra hình tam giác đều, hình chữ nhật đều rất là hay cả. Làm cái này nhé. Đó. Các bạn đã hiểu chưa nhỉ? Như vậy là một số bài tập bắt đầu thôi nhưng rất là hay. Chúng ta mà học được rất nhiều thứ. Học được cả cái lệnh này nữa là cái lệnh là chúng ta có thể điều khiển nhân vật bằng phím. Điều khiển bằng phím là phím lên, phím xuống, phím phải, phím trái hoặc là phím space, là có thể là dùng phím để ta điều khiển nhân vật di chuyển gì đó hay làm lệnh gì đó. Như vậy là ngoài cái lệnh chúng ta nháy lên cái nút, ngoài cái lệnh là nháy lên cái lá cờ để điều khiển nhân vật, chúng ta còn có thể dùng lệnh gì nữa, lệnh là dùng phím, dùng bàn phím để đây, chúng ta có thể dùng rất nhiều phím đây, phím A B C D, toàn bộ phím nhé, của bàn phím nhé.
Đấy, mà cái phím lên xuống phải trái. Đây. Đấy, rất là hay. À, phím space nhé. Đấy. Mà nhưng mà chúng ta có thể dùng lệnh các cái phím để chúng ta điều khiển. Được chưa? Đây, đây là... Có hiểu được chưa? Các bạn đã hiểu không? Nhá. Đấy, quan sát thật kỹ nhé. Ai bị ai hỏi thì thầy trả lời luôn à. Hôm nay có lẽ ta dừng, ta không làm nữa. Tôi thì bây giờ thấy các bạn đã hỏi gì thấy trả lời nè. Nhá. Hôm nay ta học xong được bài số 4 rồi đấy. Rất là nhanh đấy nhá. Gì cơ? Về nhà làm kỹ đi, về nhà làm thật kỹ nó sẽ ra cái hình đẹp khác nhau. Bây giờ thầy thử luôn nhé. Bây giờ thầy bài này vẽ ba, thì thầy sửa cái hình này bằng hình tam giác nhé. Xem như nào nhé. Bây giờ thầy xóa này, bấm lên để xóa hình này đi này. À, tam giác là hình khó đúng không? Đấy, đây nó chỉ có là hình vuông và hình. Bây giờ thầy dùng thầy không dùng hình vuông mà thầy dùng hình chữ nhật nhé. Đây. Rồi. Bây giờ thầy sẽ dùng chữ nhật thầy thử cho nó có đẹp không? Phóng to này. Phóng to này nhìn nhớ nhá. Đúng. Thấy chưa? Chọn cái nét vẽ to lên nha. Rồi. Chơi thử nha, thử nhá. Đấy. Hình này là đối với hình với hình này. Hình này thì nó ra cái này. Thấy không nào? Đấy. Ra màu 10 đen. Được chưa? Rất là đẹp luôn. Cũng rất đẹp chứ không phải là không. Thấy không nào? Như vậy các hình khác nhau là nó tạo ra những hình khác nhau mà nói chung là rất đẹp. Bây giờ thầy làm kiểm lệnh nữa nhá. Bây giờ thầy thử như này nhá. Bây giờ thầy thử như này, đẹp hơn nữa nhá. Bây giờ thầy thử nhá. Thầy sẽ xóa cái này đi nhá. Còn cái bên này này con sửa kiểu gì đây này? Đây bây giờ thầy sẽ làm như sau này, thầy sẽ dùng hai hình này. À rồi. Đây nhá. Cái màu của con á. Con làm cái này để ra này răng này. Một hình. Thầy sẽ tạo hình thứ hai nhá. Đấy. Cho nó vào sát đây này. Rồi. Biết thử hay là ra cái gì nhá. Đấy, thấy không nào? Như vậy là chúng ta có thể là tạo những hình khác nhau và nó tạo ra hình vẽ khác nhau rất đẹp. Và các bạn có thể làm và vẽ là rất nhiều hình khác nhau nữa chứ không phải chỉ có hai hình vừa rồi. Đây là hai hình vuông. Hình vuông to ở dưới, hình vuông nhỏ ở trên. Và nó tạo ra hình như thế này. Thấy không nào? Đó. Bây giờ thầy tăng cái số lượng lên, tăng lên không phải là 12, tăng lên là 20 nhé. Tăng lên là 30 này. 30 đây sẽ là 30 này. 30 này. Chơi thử nhé. Đấy, đẹp không nào? Như vậy là rất nhiều hình luôn nhé. Đó. Đây, bài này thầy ghi lại là bài vẽ hình 4 nhé. Mà chúng ta được dòng rất là nhiều hình khác nhau nhé, vẽ hình 4 nhé, và các bạn về nhà các bạn làm tiếp tục nhé, các bạn làm bài tập trong một sách của thầy, được chưa? Như vậy thì hôm nay là bài số 2, là sẽ là cái tiết buổi học thứ hai là chúng ta học tiếp buổi một là học về tổng quát về các nhân vật, về khái niệm nhân vật, về sân khấu, về điều khiển nhân vật, sân khấu cho nhân vật chuyển động, rồi khái niệm là tọa độ của sân khấu, khái niệm là hướng của nhân vật. Và cái hôm nay chúng ta học tiếp tục là gì, là học cách là dùng nhân vật để vẽ trên màn hình, lại dùng vẽ bằng khi chủ động nó vẽ, hoặc là dùng lại stem để vẽ hình nhân vật, và chúng ta điều khiển nhân vật bằng gì, bằng bàn phím, và cho nhân vật chuyển động hữu hạn hoặc là vĩnh viễn trên màn hình. Khi chuyển động vĩnh viễn thì ta dùng lệnh là bọc cạnh thì quay lại, thì ta tạo ra những hình, những cái con vật mà di chuyển con vật cho vật chuyển động vĩnh viễn trên màn hình được nhé. Được chưa? Hôm nay chúng ta học đây thì cho chúng ta tạm nghỉ nhé. Được chưa? Không học nhiều quá các bạn làm lại đau đầu. Bây giờ các bạn hôm nay về nhà làm bài tập, các bạn làm bài tập cho bài số 4 đi. Bài số 4 của sách của thầy nhé. Các bạn làm bài tập và các bạn cùng nhau trao đổi với nhau nhé. Thầy dừng ở đây nhá. Chào thầy. À.